Bản tin nhịp đập thể thao sáng ngày hôm nay sẽ bắt đầu với những thông tin cập nhật của World Cup 2022. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn ít ngày nữa thôi là sẽ chính thức khởi tranh, và giờ đây thì các đội tuyển đang chạy đua với thời gian, gấp rút chuẩn bị để hoàn tất quá trình chuẩn bị của mình sẵn sàng cho những ngày tranh tài sắp tới. Mới đây thì đã có thêm hai đội tuyển nữa đặt chân tới thủ đô Doha, Qatar. Chiếc máy bay chở đội tuyển Anh đã hạ cánh xuống sân bay Hamad vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Dù vừa trải qua chuyến bay kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ, nhưng Harry Kane cùng đồng đội không hề cho thấy sự mệt mỏi, mà ngay lập tức lên xe buýt để di chuyển về đại bản doanh tại Al-Wakra. Vào chiều nay, đội tuyển Anh sẽ có một buổi tập nhẹ trước khi bước vào quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho trận ra quân gặp đội tuyển Iran. Ngoài đại diện tới từ Tây Á, bảng đấu của đội tuyển Anh ở World Cup 2022 còn có sự góp mặt của đội tuyển Mỹ và đội tuyển xứ Wales. Ngay sau đội tuyển Anh, đội tuyển Hà Lan cũng đã đặt chân tới Qatar. Sau khi phải vắng mặt tại giải đấu 4 năm về trước, đội tuyển Hà Lan đang rất quyết tâm đạt được thành tích cao ở kỳ World Cup năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Louis van Gaal sẽ chơi trận ra quân gặp đội tuyển Senegal vào ngày 21 tháng 11 trước khi chạm trán hai đối thủ còn lại ở bảng A là đội tuyển Ecuador và đội chủ nhà Qatar.